bài cho mình cái lon Boca bên Nhật á, có cái cách nút thắt á, nút thắt này anh gỡ ra đây rồi thắt lại là coi như thành một món quà Giáng sinh để là cho trang trí hôm nay của mình. Chào bạn, hôm nay thì thực sự ra là mình được nghỉ nên thành ra mình muốn chia sẻ cho bạn đó là điều đặc biệt hôm nay đó là tháng lương cuối cùng trong năm. Đó là điều đặc biệt gì? Mình sẽ thực sự ra cái tháng lương của mình thì chắc anh em đã xem rồi chứ. Mình đã chia sẻ qua từng tháng như thế nào rồi. Thì các bạn cái đó mình sẽ không có nói nó đến nữa. Với lại hôm nay mình chỉ nói đến là tháng lương cuối cùng của mình nó có những gì. Thực sự ra thì hôm nay mình nhận được trong cái phiếu là mọi ngày mọi tháng á, mọi tháng thì trong cái phiếu này chỉ có một tờ thôi, nhưng mà điều đặc biệt của tháng cuối này lại có hai tờ nên thành ra mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là hai tờ đặc biệt. Nói chung là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tờ mà phiếu lương đó nha. Này các bạn sẽ thấy này. À, 2017 này, tháng 12 này đó. Mình gỡ ra này nha. Để cho lon này coi bên này. Đây, các bạn sẽ thấy đây. Các bạn nhìn cái chỗ này thôi là 18.999.000. Đó là cái mức lương tháng này mình nhận đó là 18. Từ 18 mà 18 man 9 sen là cho làm 19 đi. Cho làm 19 đi nha. Thực sự là cái cách hôm nay mình cũng nói luôn, đó là cái cách tăng ca. Thực sự là cái tháng này là mình tăng ca rất là nhiều. Có nhiều anh em hỏi là ngành xây dựng tuy là lương cứng nó lương cứng nó đã cao rồi, vậy tăng ca nó như thế nào? Thực sự ra thì tháng này mình tăng ca rất là nhiều. Mình không biết các công ty khác tính tiền lương như thế nào, nhưng mà đối với công ty mình á thì mình được biết là mình làm trên 60 tiếng là mình sẽ được tính giờ tăng ca, nên thành ra tháng này là mình làm rất là nhiều luôn, nên là mình là được là 19 man. Rất là vui mà, thực sự ra là mình tháng này đúng tháng lạnh luôn, tháng lạnh kinh khủng mà mình làm tăng ca rất là nhiều như vậy là các bạn sẽ hiểu thế nào rồi. Đi sớm về muộn rất là mệt, mỗi hầu như là mỗi ngày mình tăng ca hầu như 2 tiếng á, là đi làm từ 5 giờ sáng cho đến là 8 rưỡi tối rồi mới về, khoảng 9 giờ mấy về đến nhà. Nói chung là muốn đánh đổi được số tiền như thế này thì mình phải đánh đổi cái sức trẻ, sức thời gian mình bỏ ra thực sự rất là nhiều đó. Nhưng mà tờ này hôm nay tờ này nó không có quan trọng, tờ này nó không có quan trọng đó các bạn. Mà cuối năm á đó là điều đặc biệt, đó là tờ này đó. Tháng này mình không biết sao mà lại có tha tờ như thế này đó. Thực sự ra thì mọi đây là năm đầu tiên, thực sự ra đây là năm đầu tiên mà mình nhận được. Đó là tờ gì đây, mà mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Tờ là tiếng Nhật không thôi đó, tờ là tiếng Nhật không thôi. Thực sự đây là tờ tổng kết lương các bạn, tổng kết lương và tiền thuế mà mình đã làm việc trong vòng 1 năm là công ty trả mình bao nhiêu tiền, rồi mình nhận được bao nhiêu, rồi mình đóng tiền thuế bao nhiêu, đúng không? Rồi đó. Đây, mình sẽ nói luôn cho bạn cái dòng đầu tiên. Cái dòng đầu tiên đây. Một đó, đây. Hai. Rồi do mình nhìn vào camera nó hơi bị ngược số á, nên đành ra là hơi khó nhìn. Này, cái dòng đầu tiên này các bạn sẽ thấy là 2 3 8 7 1 9 7
23871197. Đó là dòng gì? Đó là cái dòng mà công ty đã trả số tiền cho mình. Đó, đã trả số tiền cho mình. À, đây là cái dòng mà dòng thứ hai này 148800. Đó là dòng mà mình nhận được cái số tiền mà đã trừ hết khoản trừ rồi mà mình nhận được trong vòng 1 năm. Đó là cái số tiền mà mình tổng của số tiền lương của mình đó. Tiền lương của mình nhận được trong vòng 1 năm á. Còn số tiền thứ hai á, số tiền thứ ba là số tiền thuế. Thuế mà mình thuế thu nhập cá nhân của mình. Mình đóng cho nhà nước Nhật Bản kiểu vậy. Còn cái tiền 40600 này á là cái số tiền mà mình giống như cũng là thuế, nhưng mà thuế nó kiểu mình cũng không biết nhiều là thuế cho lắm. Nói chung là mình dịch ra thì thuế thôi đó. Còn cái khoản phía dưới là tiền thuế bảo hiểm 3305818. Đó là tiền thuế gì các bạn biết không? Đó tiền thuế bảo hiểm. Cái tiền thuế này á, thực sự ra đây, bây giờ cái tiền thuế mà mình vừa nói tiền thuế bảo hiểm á, đó là cái tiền thuế mà mình có thể về nhận được. Cái tiền thuế là tiền thuế mình có thể nhận được này. Các bạn mà đi hết 3 năm đúng không, các bạn về nước thì thực sự ra thì mình đóng tiền bảo hiểm bao nhiêu rồi ở nhà nước Nhật Bản, khi mà đang làm việc ở Nhật Bản thì mình phải đóng thuế cho bảo hiểm cho Nhật Bản mà. Cái nhưng mà sau khi mình về nước á, thì thực sự ra là mình còn có thể nhận được là 70% số tiền này. Đó, các bạn sẽ thấy mình trong vòng 1 năm qua mình đóng được 30 man này, 30 man 5 sen. Nói chung là làm cho là 30 man đi. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Mình lấy cái số tiền 30 man này mình nhân cho 3 là được bao nhiêu? Thực sự ra là 90 man. 90 man mà nhân cho 200 thì các bạn đã được là 3 năm, tổng lại là mình là 180 triệu mà mình nhận được là 70%, là 10% là 18 triệu. Vậy là 70% cho trung bình là khoảng mình nhận được là 100 cho là chừng là 120 triệu đi. Đó. 180 20 đúng rồi. Khoảng mình nhận được khoảng là 120 triệu. Vậy các bạn sẽ thấy cái tờ này. Rồi các bạn sẽ thấy là coi như là cái tờ này nó rất quan trọng đúng không? Mình có hỏi người Nhật và anh kỹ sư bên mình thì anh bảo các anh cứ giữ lại cái tờ này. Vì thực sự ra là đâu mỗi tháng thì nó cũng như nhau rồi, nhưng mà là tháng cuối cùng trong năm á thì nó lại có tờ thuế như thế này. Tờ này nên lần đó mình không biết các bạn mà đang ở Nhật và đang làm việc ở Nhật thì có cái tờ này hay không, nhưng mà đối với công ty mình thì nó lại có, nên mình ra mình muốn quay video này mình lưu ý cho các bạn, đó là cái tờ này thì thực sự ra là nó tổng kết trong năm, nên mình có gì mình cứ giữ lại, sau này mà mình có về nước mình muốn làm giấy tờ mà hoàn thuế thu nhập của cá nhân của mình đóng bảo hiểm 3 năm ở bên Nhật thì bây giờ mình giữ lại để sau này mình làm gì đó. Giống như mình nhận được số tiền giống như 120 triệu, đó là con số rất là cao chứ không phải là nhỏ đó. Nên lần ra mình khuyên các bạn nên giữ lại cái tờ này. Rồi, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy like và subscribe hướng bên này để ủng hộ mình cho làm nhiều thời gian, nhiều video hay cho các bạn. Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ. Bye bye.